Xin kính chào các bạn các vị. Như yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết Galaxy A7 2016 và Galaxy Note 4. Hai chiếc máy này hiện nay đang có mức giá tương đồng với nhau, hàng chính hãng, còn nếu mà hàng xách tay, anh em có thể tham khảo qua tại website xtmobile.vn. Đặc biệt là Galaxy Note 4 qua sử dụng có mức giá dễ chịu hơn nhiều. Về thiết kế bên ngoài thì Galaxy Note 4 giữ duy trì truyền thống của Samsung, tích nhẹ có thể thay thế nắp lưng, mặt lưng của nó làm giả da. Nhiều người thích cái điều này và mình cũng vậy, cầm trong tay dễ chịu hơn hẳn so với mặt lưng kính của Galaxy A7. Mặt lưng của Galaxy A7 trơn, dễ trượt tay hơn, bám lại mồ hôi dấu vân tay. Ngoài ra thì Note 4 có thể thay thế được pin, bên trong có khay cắm SIM và khay cắm thẻ nhớ. Tuy nhiên thì Galaxy A7 có lợi thế là có tận 2 khay SIM mà vẫn có khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Như vậy nó hơn so với lại người đàn anh của mình. Ở mặt trước của Galaxy A7 sẽ có màn hình được làm cong 2.5D, Galaxy Note 4 cũng thế. Tuy nhiên cái phần màn cong của Galaxy A7 làm tốt hơn khi vuốt từ mép ra không bị cấn, còn cái phần khung kim loại của xung quanh Galaxy Note 4 khiến cho vuốt màn hình trên sản phẩm này chưa thực sự liền mạch và chưa đã. Ngay cả các bạn đã thấy là cái khả năng hoàn thiện A7 cao cấp hơn hẳn so với chiếc Galaxy Note 4. Nhìn vào những đường viền xung quanh màn hình của A7 rất khít, Note 4 vẫn có những cái khe hở nhỏ. Phần khung xung quanh kim loại của Galaxy A7 được làm bền bỉ chắc chắn hơn, nó không sợ bị bong tróc sau một thời gian sử dụng vì sơn mạ lên giống như Galaxy Note 4. Ở bên dưới Galaxy A7 chúng ta sẽ tìm thấy loa ngoài có cổng sạc nhanh và Galaxy Note 4 cũng có sạc nhanh Quick Charge của Qualcomm. Tuy nhiên của Note 4 có thêm Boot S Pen. Tính năng Boot S Pen mình đã từng có nhiều bài chia sẻ mọi người. Ai thích vẽ rồi có thích sử dụng các tính năng độc đáo này thì chắc chắn là sẽ lựa chọn Note 4 chứ không cần quan tâm đến Galaxy A7. Bây giờ thì mình sẽ so sánh về màn hình hiển thị. Galaxy A7 thì sẽ có màn hình là Full HD, trong khi đó của chiếc Galaxy Note 4 chúng ta sẽ có màn hình lên đến độ phân giải 2K. Khi mà đi vào so sánh, dễ dàng nhận ra là màn hình của gáy chiếc Galaxy Note 4 hơi thiên về tông ám vàng. Các hình ảnh màu trắng nó đều vàng hơn so với chiếc Galaxy A7 này. Màu đen của hai bên đều thể hiện sâu, màu sắc hiển thị của hai bên đều tươi, nịnh mắt. Nhưng mà Galaxy A7 là khi mà tăng độ sáng cao nhất thì nó sẽ có hiện tượng bị rửa trôi hình ảnh đôi chút, mất chi tiết hơn so với chiếc Galaxy Note 4. Galaxy Note 4 giữ lại chi tiết cao hơn, một phần có lẽ là vì độ phân giải của nó là tận 2K. Và với các màu sắc thì mình thể hiện hai bên là gần như tương đồng, đều tươi và nịnh mắt. Góc nhìn tốt, khả năng hiển thị ngoài trời cũng tuyệt vời. Về màn hình thì có lẽ không cần phải đắn đo nhiều. Hiệu năng mình đã có bài speed test so sánh giữa hai máy thì tất nhiên là Galaxy Note 4 vẫn ăn đứt chiếc Galaxy A7 này. Con chip của nó là Exynos 5433, còn Galaxy A7 là một con chip 64 bit tầm trung đời mới, khó mà ăn được con chip cao cấp của Galaxy Note 4. Về camera thì đây là một điểm bất ngờ. Trong những cái năm gần đây, Samsung đang ngày càng làm camera của họ xuất sắc hơn. Đơn cử như Galaxy A7 ăn đứt cả Galaxy Note 4. Góc chụp của A7 rộng hơn nhiều so với Note 4, lấy được quá nhiều chi tiết trong cùng một vị trí. Ngoài ra khi đánh đèn flash thì Galaxy A7 cho cái vùng sáng ra rất rộng và màu sắc và độ sáng của Galaxy A7 đánh lên tốt hơn. Khi chụp thiếu sáng thì Galaxy A7 và Note 4 đều thu sáng tốt, nhưng mà các bạn rõ ràng khi zoom lại thì chi tiết được tái tạo trên Galaxy A7 hơn đứt. Khi mà mình chụp ở trong nhà, cái sự tương phản giữa các gam màu, độ chi tiết của con rồng này thì của chiếc Galaxy A7 cũng hơn chiếc Galaxy Note 4. Selfie thì khỏi bàn, cái chiếc Note 4 thì da người hơi bị vàng và cả tay quá mạnh, cho khi đấy cái chiếc A7 cho màu người tự nhiên hơn. Khi ra ngoài trời thì mình nhận ra là giải đai midrange của cái chiếc Note 4 có phần nhỉnh hơn so với A7. Nó không bị cháy sáng ở một số khu vực và chi tiết khi zoom xa vẫn tốt. Nhưng mà cái chiếc Galaxy A7 khi mà chuyển sang chụp HDR thì hiện đó là nó chụp chậm hơn rõ rệt so với Note 4. Note 4 chụp HDR một phát ăn luôn, A7 phải lốt một lúc sau. Nhưng Note 4 có lợi thế là có thể quay phim 4K và nhiều tính năng quay phim chụp hình cao cấp, còn cái chiếc Galaxy A7 thì hạn chế hơn. Về phần mềm thì có lẽ không có nhiều điều để chia sẻ trên hai chiếc máy này vì của Samsung thì nó cũng đều là mang hơi hướng giống nhau, như khả năng chạy đa nhiệm Samsung ứng dụng, các chế độ siêu tiết kiệm pin vân vân. Có lẽ nếu các bạn muốn mua Galaxy A7 thì năm 2016 chúng ta sẽ sở hữu điều đáng tiền nhất, đó là cảm biến vân tay. Chúng ta chỉ cần bấm mở sáng màn hình, chạm nhẹ lên là được. Đó khi đấy của cái chiếc Galaxy Note 4 lại cảm biến vân tay vuốt, cái độ nhạy và độ hiệu quả của nó là không cao cấp bằng so với chiếc Galaxy A7 này. Thời lượng pin thì cả hai bên đều xuất sắc, dòng Fireblade, thời lượng pin trâu. Nhưng mà nếu các bạn muốn một sản phẩm thay thế pin, đương nhiên sẽ chọn Note 4. Như vậy mình đã hoàn thành xong chi tiết so sánh giữa hai chiếc máy này. Mình sẽ chọn A7 vì thiết kế cao cấp, hoàn thiện tuyệt vời hơn hẳn so với Note 4. Mọi người sẽ có camera xuất sắc, cảm biến vân tay tuyệt vời, hỗ trợ hai SIM, có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Trong khi đó các bạn mua Note 4 này, nó là một thiết bị có vi xử lý cao cấp mạnh hơn, màn hình độ phân giải 2K, thay thế pin, có Boot S Pen. Vậy thì các bạn sẽ chọn phe Galaxy A7 hay Note 4? Mời comment chia sẻ bên dưới và đừng quên tham khảo giá bán tại website xtmobile.vn. Và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.